bốn chị em tôi sống với nhau như người trong gia đình. Mà cuộc sống đúng là không thể biết trước được điều chi. Ngày hôm đi có thể tựa vai nắm tay đó, những ngày mai không biết có còn nhìn thấy nhau nữa không. Rửa nến cứ sống được ngày mố thì vui ngày nữa chú Hi. Tôi sẽ không suy nghĩ nhiều, tôi cũng sẽ không quan tâm đến chuyện tuổi tác hay là chuyện của quá khứ. Chỉ biết thích là thích thôi.